Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Đồng Tâm, luật sư bào chữa đòi công bố kế hoạch tối mật 419A. Trong khuôn khổ phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Đồng Tâm hôm 10 tháng 9, các luật sư bào chữa đề nghị Viện Kiểm sát công bố một bản kế hoạch được cho là ruộng thuộc diện tối mật của Công an thành phố Hà Nội liên quan đến cuộc đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đêm 8 tháng 1, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Luật sư Hà Huy Sơn, một đồng nghiệp của ông thuộc nhóm các luật sư bào chữa, nói với phóng viên rằng bản kế hoạch được cho là có tên kế hoạch 419A có thể làm rõ về tính hợp pháp và mục đích của việc quyền chính quyền điều lực lượng công an đến thôn Hoành. Theo các luật sư bào chữa thì nếu như kế hoạch được bạch hóa và các bên liên quan và công chúng sẽ thấy rõ được việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều động lực lượng công an đi vào thôn Hoành có phải là công vụ hay không? Và nếu có thì phạm vi công vụ là gì và liệu có bao gồm cả việc cho phép tiến hành các biện pháp có thể dẫn đến chết người hay không? Khi làm rõ về những điều nêu trên cũng sẽ làm sáng tỏ là những bị cáo có chống người thi hành công vụ hay không, một trong số các luật sư bào chữa nói với phóng viên. Luật sư bào chữa này không muốn nêu tên cho phóng viên biết là nhóm các luật sư bào chữa biết về kế hoạch 419A khi mà nghiên cứu hồ sơ vụ án và cụ thể là qua hai câu trong bút lực ghi lời khai của nhân viên công an. Cái này là sơ hở của họ, vị luật sư này nói với phóng viên. Và như phóng viên đã đưa tin thì lực lượng công an gồm hàng nghìn người đột kích vào thôn Hoành sau nửa đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 với lý do bảo đảm an ninh trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chấp đất đai giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với người dân Đồng Tâm. Vụ đột kích dẫn đến hậu quả là ông Lê Đình Kình được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân bị bắn chết và phía công an có 3 người bị thiệt mạng. Nhà chức trách cáo buộc là người dân thôn Hoành xã Đồng Tâm có chủ tâm tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an. Trong khi đó thì những người dân bị bắt và trở thành bị cáo tại phiên tòa nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Ông Lê Văn Hòa cũng là một luật sư bào chữa đưa biên bản phiên tòa lên trang Facebook cá nhân vào chiều tối hôm 10 tháng 9, trong đó cho hay thì luật sư Nguyễn Hồng Bách, người đại diện cho các bị hại, tức 3 viên công an đã thiệt mạng, khẳng định tại tòa rằng 3 viên công an đó đã thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch và kế hoạch 419A là kế hoạch tối mật. Luật sư Bách thuộc bên bị hại viện dẫn việc bảo vệ bí mật nhà nước để tuyên bố ông không đồng tình với đề nghị của phía luật sư bào chữa rằng cần phải công bố bản kế hoạch. Kiểm sát viên Lại Việt Đông, một đại diện của Viện Kiểm sát Hà Nội, nói rằng về tính công vụ của những lực lượng tham gia nhiệm vụ đi vào Đồng Tâm, quan điểm của luật sư Bách là hoàn toàn đúng nên ông Đông không bình luận nhiều. Theo biên bản do luật sư bào chữa Lê Văn Hòa công bố thì tuy nhiên đáp lại những lập luận của luật sư bên bị hại và Viện Kiểm sát thì luật sư bào chữa Lê Văn Hòa đặt ra các câu hỏi. Kế hoạch đi vào Đồng Tâm của Công an thành phố Hà Nội và các vị đại diện Viện Kiểm sát đã biết hay chưa? Và nếu là văn bản tuyệt mật thì cũng phải cung cấp cho hội đồng xét xử biết. Và bản án do hội đồng xét xử tuyên ra nhân danh nhà nước Việt Nam, lẽ nào văn bản này nhà nước không được biết? Và chắc hẳn không có kế hoạch nào cho phép tấn công và bắn chết người dân cả, vẫn theo biên bản của phiên tòa. Cũng tranh luận về vấn đề này thì luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh nói rằng ngay cả khi kế hoạch của Công an Hà Nội là tài liệu mật, hội đồng xét xử cũng có quyền xem xét đánh giá, ông Mạnh nói thêm, và công vụ nếu không hợp pháp, các chiến sĩ hy sinh trong công vụ ấy thì nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm. Vị luật sư bào chữa không muốn nêu danh tính với phóng viên rằng công bố kế hoạch 419A là cần thiết để biết kế hoạch này đề cập thế nào đến việc tấn công hoặc sử dụng bạo lực ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Từ đó có thể so sánh và đánh giá xem
có phải các chốt, các tổ công an có làm quá, làm sai quy định hoặc nhiệm vụ khi tiến vào thôn Hoành hay không? Chúng tôi kiến nghị là hội đồng xét xử phải xem xét là có văn bản đó và kế hoạch 419A hay không? Nó như thế nào? Có bị ai đó thực hiện sai hay không? Vị luật sư này nói. Tại phiên tòa thì các luật sư bào chữa cũng đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ ba nhân viên công an tử vong trong hoàn cảnh nào. Nhưng theo truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam thì trong đó có một bản tin của Tuổi Trẻ đại diện cho Viện Kiểm sát nói rằng với biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bị cáo và lời khai của nhiều công an tham gia vào cuộc đột kích, Viện Kiểm sát có quan điểm là không cần thiết thực nghiệm hiện trường trong khi nguyên nhân đã rõ. Viện nhắc lại rằng những kết luận từ quá trình điều tra đều phù hợp với lời nhận tội của các bị cáo, bao gồm hai ông Lê Đình Trức, Lê Đình Công là những người này đã dùng giáo tự chế để đâm và đổ xăng xuống hố thiêu chết ba công an. Vẫn theo tin của Tuổi Trẻ và các báo nhà nước thì một số luật sư bào chữa đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Đình Kình và vết thương trên người của bị cáo Bùi Viết Hiểu. Các luật sư cũng đề nghị khởi tố vụ án giết người liên quan đến việc ông Kình bị công an bắn chết. Đối đáp với các quan điểm này thì đại diện của cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ cơ sở xác định ông Kình bị cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt do có hành vi chống đối quyết liệt. Tuổi Trẻ tường thuật. Viện Kiểm sát thì cho rằng không cần thiết khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của ông Kình. Sau phiên tranh tụng hôm 10 tháng 9, hội đồng xét xử nghị án trong vài ngày và sẽ tuyên án vào ngày 15 giờ thứ hai ngày 14 tháng 9 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, phiên tòa đồng tâm xét xử phụ thuộc vào góc nhìn của các nhân tố liên quan đến các mục đích khác nhau cũng như những mong đợi kết quả khác nhau. Chẳng hạn như từ góc độ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công an là các nhân tố lập kế hoạch thông qua chiến dịch đưa 2.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020. Thì phiên tòa phải đưa đến kết quả là lẽ phải thuộc về chiến dịch. Hệ quả suy ra thì các tội lỗi đều do phía người dân Đồng Tâm gây ra. Còn từ góc độ của 29 người dân Đồng Tâm đang bị giam giữ và đang đưa ra tòa, mong muốn của họ là được đối xử công bằng trước pháp luật. Họ đợi chờ một phiên tòa công bằng và họ chờ sự khoan hồng. Nhưng tòa án thuộc về nhà cầm quyền Cộng sản và Viện Kiểm sát thuộc về nhà cầm quyền. Mà chính quyền quyết định đưa ra cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm nên hoàn cảnh này người dân Đồng Tâm liệu có được một phiên tòa công bằng hay không? Tòa án thuộc về nhà cầm quyền Cộng sản và Viện Kiểm sát cũng thuộc về nhà cầm quyền Cộng sản nên người đề nghị truy tố và người xử án đều chịu ảnh hưởng của nhà cầm quyền Cộng sản. Riêng có luật sư bào chữa của các bị can thì bị sức ép từ khắp mọi phía với khoảng trống vô cùng eo hẹp. Chiến dịch hành quân 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm vào rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020 đã đưa đến cái chết bi thương của 4 người. Cùng với việc bắt giam 29 người vì có án mạng và bắt giam nên phải mở phiên tòa để xét xử. Mục đích của phiên tòa Đồng Tâm phải đưa đến công lý chứ không phải là dồn cho ai đó thừa nhận sai phạm để giành lấy phần thắng. Bởi vì để làm điều này thì kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ mạnh có thể buộc ai đó phải thừa nhận sai lầm. Nhưng đó không phải là căn cứ để nói kẻ giành phần thắng có được lẽ phải. Nhờ có luật sư bào chữa cho các bị can mà một số sự thật được hé mở, trong đó có 4 điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất là việc xây tường rào sân bay Miếu Môn đã kết thúc lúc 31 tháng 12 năm 2019. Tường rào sân bay Miếu Môn được xây đúng trên các cột mốc cũ và phần đất tranh chấp nằm ngoài tường rào sân bay Miếu Môn. Giữa cơ quan quản lý sân bay Miếu Môn và người dân Đồng Tâm không có tranh chấp. Thứ hai là việc đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 không liên quan đến việc bảo vệ tường rào sân bay Miếu Môn. Thứ ba,
Theo chứng kiến của ông Bùi Viết Hiểu cùng ở trong phòng thì cụ Lê Đình Kình bị bắn trực diện từ trước ngực. Lúc đó cụ Kình trong tay không có vũ khí và chân thì bị vết thương cũ không đi lại được. Thứ tư là ông Lê Đình Công bị đánh đập. Theo câu hỏi của luật sư Đặng Đình Mạnh có 19 bị can bị tra tấn trong gia đình đoạn điều tra. Xin đọc biên bản hỏi cung tại tòa do luật sư Ngô Anh Tuấn, Facebook Tuấn Ngô ghi lại. Biên bản phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành Đồng Tâm, Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ngày thứ nhất, chiều ngày thứ nhất, mùng 7 tháng 9 năm 2020 và sáng thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2020, hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Viết Hiểu cách ly 4 bị cáo công chức và doanh. Hỏi, bị cáo có nghe rõ cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát đọc hay không? Đáp, có và tôi hoàn toàn không đồng ý với nội dung bản cáo trạng. Bị cáo xin được trình bày nguồn gốc đất. Hội đồng xét xử chấp nhận. Hỏi, bị cáo cho biết nguồn gốc đất Đồng Xanh. Bị cáo là chủ nhiệm hợp tác xã, bị cáo nắm rõ nguồn gốc 59 hectare đất Đồng Xanh, đất nông nghiệp của người dân Đồng Tâm. Các cụ cao niên gần 90 tuổi ở địa phương đều công nhận với chúng tôi nội dung trên. Hỏi, tổ đồng thuận được thành lập vào thời điểm nào? Đáp, năm 2012, mục đích chống tham nhũng. Hỏi, ai tham nhũng? Đáp, nhiều lãnh đạo xã Đồng Tâm đã phải đi tù vì tham nhũng từ chính hành động của nhóm đồng thuận. Hỏi, hành vi của bị cáo từ 6 đến 9 tháng 1 năm 2020. Đáp, tường rào xung quanh sân bay Miếu Môn đã được quân đội xây xong từ trước Tết Dương lịch nên kế hoạch bảo vệ xây tường rào chỉ là cái cớ để tấn công những người dân Đồng Tâm, để xử lý người biết rõ về nguồn gốc đất Đồng Xanh. Hỏi, tại sao khi nghi ngờ những đối tượng lạ mặt đi với chính quyền kéo về Đồng Tâm, bị cáo không báo chính quyền? Đáp, bị cáo đã từng bị ném trứng thối báo chính quyền nhưng không được giải quyết rồi nên không tin nữa và không báo. Clip ghi lời khai của bị cáo vừa bị chiếu cắt ghép không phản ánh đúng được với sự thật đã diễn ra. Hội đồng xét xử cho trình chiếu lại clip lời khai của bị cáo Bùi Viết Hiểu. Hỏi, bị cáo nghe rõ lời khai không? Đáp, có, tôi nghe rõ và những lời khai này, nhưng đó là những lời do điều tra viên bắt tôi phải nói như vậy. Hỏi, bị cáo đã nộp đơn xin giảm nhẹ vào sáng nay hay đúng không? Đáp, đúng. Hỏi, hồ sơ kê khai sử dụng đất lâu nay kê khai đất Đồng Xanh là đất gì? Đáp, là đất nông nghiệp nhưng chưa chia cho ai. Hỏi, tại sao trong sổ địa chính chưa kê khai? Đáp, hồ sơ xã đã nhiều lần ký thu tiền của người dân. Hỏi, kê khai nguồn gốc đất là nghĩa vụ của ai? Đáp, là nghĩa vụ của chính quyền, người dân chỉ là người thực hiện. Theo hội đồng xét xử tiếp tục cho công bố lời khai của bị cáo Hiểu từ giai đoạn điều tra. Hỏi, bị cáo có nghe rõ lời khai không? Đáp, có. Hỏi, tối ngày 8 tháng 1 năm 2020, tại sao bị cáo có mặt tại nhà ông Kình? Đáp, vì muốn ở nhà vì bị xã hội đen bắt cóc để lánh nạn. Hỏi, tại sao trong giai đoạn điều tra lại khai là do công gọi điện? Đáp, đúng, do công gọi, nhưng 3 hôm trước bị cáo cũng đã ngủ lại tại nhà cụ Kình. Chủ tọa nhắc bị cáo Hiểu không khai loanh quanh và bị cáo Hiểu được đưa ra ngoài. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Công. Hỏi, bị cáo xem clip chưa? Đáp, rồi. Hỏi, bị cáo suy nghĩ gì? Đáp, 47,36 hectare đất Đồng Tâm đã được thu hồi và giao cho quân chủng phòng công không quân. Phần còn lại là đất nông nghiệp của người dân xã Đồng Tâm, đại diện Ủy ban dân xã Đồng Tâm và đại diện của quân chủng phòng không không quân đã ký văn bản thống nhất không tranh chấp giữa quốc phòng và người dân. Hỏi, khi công bố kết luận thanh tra, bị cáo có được tham gia không? Đáp, không. Hỏi, không được tham gia hay chống đối không tham gia? Đáp, không xuống vì giấy mời của ông chủ tịch xã ghi là xuống gặp tổng thanh tra để lắng nghe nội dung của thông báo 911, mà thông báo này chúng tôi đã được đọc từ lâu rồi.
Hỏi: bị cáo khai hành vi của mình sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đáp: cáo trạng ghi bị cáo là chủ mưu là không chính xác. Nếu hành vi xảy ra trên đất Đồng Xanh, bị cáo không phủ nhận. Còn tối ngày 8 tháng 1 năm 2020, bị cáo được Nguyễn Văn Thắng báo là tối nay công an sẽ về bắt ông Lê Đình Kình, nên bị cáo báo với bị cáo Tuyển, bị cáo Hiểu, bị cáo Quang, Tiến và Nối. Bị cáo không bàn bạc để chống đối cơ quan chức năng. Hỏi: việc chuẩn bị vũ khí bom xăng giao phóng lợn khi nào? Đáp: chuẩn bị bom xăng từ năm 2019 để giữ đất. Hỏi: ai chỉ đạo Tiến mua lựu đạn? Đáp: bị cáo chỉ đạo. Hỏi: nguồn tiền từ đâu ra? Đáp: nguồn tiền thuê luật sư góp 48 triệu nhưng đóng cho luật sư 25 triệu, phần còn lại để dành và mọi người góp thêm để mua lựu đạn. Hỏi: bị cáo mua lựu đạn dùng với mục đích gì? Đáp: mục đích để giữ đất. Hỏi: lựu đạn để giữ đất là sao? Đáp: nếu các cơ quan cố tình xây dựng trên đất Đồng Xanh mà không xuất trình được giấy tờ hợp pháp thì kiến nghị, không được thì ném gạch đá, bom xăng, đường cùng, khi bị tấn công thì sẽ dùng tới lựu đạn. Hỏi: bị cáo sử dụng lựu đạn lúc nào? Đáp: bị cáo ném lựu đạn một lần nhưng chỉ dạo chứ không rút chốt. Và bị cáo và các bị cáo khác đã thỏa thuận là lựu đạn và các vũ khí khác chỉ nhằm mục đích giữ đất mà thôi. Chủ tọa cho trình chiếu clip lời khai của bị cáo Công tại giai đoạn điều tra. Hỏi: bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình? Đáp: bị cáo nhận thức là hành vi của mình là sai trái. Trong phiên tòa ngày hôm nay, cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến ba gia đình, ba chiến sĩ đã hy sinh và mong được tha thứ của gia đình của các nạn nhân, mong đảng và nhà nước khoan hồng cho bị cáo. Bị cáo Công được đưa ra ngoài. Hội đồng xét xử nghỉ làm việc lúc 17 giờ 33 phút, sáng mai bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, sáng ngày phiên tòa thứ hai, đó là ngày 8 tháng 9 năm 2020. Và hội đồng xét xử vào làm việc lúc 8 giờ 20. Hội đồng xét xử tiếp tục phần hỏi luật sư Hà Huy Sơn hỏi bị cáo Bùi Viết Hiểu. Hỏi: sự việc xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, ông đang ở đâu? Đáp: tôi đang ở trong phòng của ông Kình. Hỏi: ông có biết diễn biến sự việc không? Đáp: không, chỉ 3 hôm sau tôi mới biết là có công an chết. Hỏi: ông là người duy nhất ở cùng phòng với ông Kình, ông có muốn kể diễn biến sự việc diễn ra hay không? Đáp: cáo trạng nêu không đúng, ông Kình bị bắn được từ phía trước. Hỏi: ông Kình có cầm lựu đạn không? Đáp: con cháu không bao giờ giao lựu đạn cho ông. Hỏi: vậy ông Kình cầm gì? Đáp: ông Kình cầm gậy đinh ba phải dựa vào tường. Hỏi: ông có thấy ông Kình cầm lựu đạn không? Đáp: không. Tại sao ông có vết thương? Đáp: sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì bị họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi, nhưng đạn sượt lên không vào tim mà xuống sườn nên không chết. Tôi bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, 2 lỗ đại tràng. Hỏi: ông có thể mô tả loại súng? Đáp: tôi chỉ thấy nòng súng to như cổ tay. Kinh nghiệm đi bộ đội, ông nghĩ đó là loại súng gì? Đáp: đây không phải là loại súng bộ binh mà là loại súng chạm nổ, chạm đâu nổ đấy để vết thương sát thương. Luật sư Đặng Đình Mạnh hỏi Bùi Viết Hiểu. Hỏi: sự kiện xảy ra ông ở phòng ông Kình đúng không? Đáp: đúng. Hỏi: ông và ông Kình có nói gì đe dọa ai không? Đáp: ông Kình nói tôi với ông chỉ ở đây thôi, bọn nó không vào được đâu, việc nói chỉ đủ tôi và ông Kình nghe thôi. Hỏi Lê Đình Công. Hỏi: vết thương trên mặt ông khi được quay trên TV từ đâu? Đáp: do vết đạn bắn. Hỏi: sau khi bị bắt, ông có bị bức cung nhục hình hay không? Đáp: bị đánh 10 ngày như một, ông Phạm Viết Anh dùng dùi cui cao su để đánh. Mọi quyết định lớn của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đều được thông qua bởi Bộ Chính trị. Dù là toàn bộ hay số người đại diện đảng lãnh đạo toàn diện bao gồm cả tòa án, dù ai muốn, ai không, nhưng đó là thực tế chưa vượt qua hiện nay. Vấn đề đồng tâm không chỉ là Bình Diện Hà Nội hay Bộ Công an, vấn đề đồng tâm là của cả nước.
Cho nên quyết định về vụ án Đồng Tâm cần phải được xem xét kỹ lưỡng ở Bộ Chính trị. Tầm nhìn của Bộ Chính trị trên bình diện cả nước khác với góc nhìn địa phương của Hà Nội và Bộ Công an. Nếu địa phương lấy thắng thua ở Đồng Tâm làm quan trọng thì Bộ Chính trị phải lấy được mất trên toàn quốc làm căn cứ để nhận quyết định. Có những vấn đề sau cần lấy làm các mốc trụ cột để xem xét. Thứ nhất là cột mốc sân bay Miếu Môn với tường rào khu vực Đồng Tâm đã xây xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đồng bào người dân Đồng Tâm không tranh chấp đất sân bay Miếu Môn cũng như không ngăn cản hay phá hoại việc xây tường rào sân bay Miếu Môn. Thậm chí họ còn hoan nghênh và ủng hộ các chiến sĩ xây tường rào sân bay Miếu Môn. Việc đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 có mục đích khác chứ không phải là vì bảo vệ tường rào sân bay Miếu Môn. Mục đích đó có chính đáng hay không? Và việc đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một sai lầm to lớn dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại. Thứ hai, người dân Đồng Tâm không chống đảng và nhà nước, họ chỉ chống lại một số cá nhân sử dụng danh nghĩa đảng và nhà nước để lấy đất của người dân Đồng Tâm chuyển cho Viettel mà không có quyết định thu hồi đúng pháp luật. Cho nên, quyết định của người dân Đồng Tâm chống đối đảng và nhà nước là hoàn toàn không đúng. Thứ ba, về với dân thì không mang súng, đó là lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng. Trước đây nhà nước đã xử lý tốt nhiều vụ tương tự như Đồng Tâm mà không xảy ra án mạng. Để đối phó với trường hợp Đồng Tâm vừa qua thì các biện pháp khác mà không cần đến cảnh sát và vũ khí. Thứ tư, chỉ để đối phó với mấy chục người dân không súng đạn mà huy động đến 3.000 cảnh sát cơ động là một kế hoạch kém, có phương tiện hiện đại mà để sơ suất dẫn đến 3 chiến sĩ rơi xuống giếng trời là không tinh nhuệ. Đáng ra thì lực lượng cảnh sát cơ động phải là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, nhưng thực tế ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 đã phơi bày yếu kém về tất cả các mặt, ý đồ tác chiến, triển khai tác chiến và thực hành tác chiến. Đây thực sự là điều rất lo lắng khi lực lượng cảnh sát cơ động phải đối mặt với kẻ thù xâm lược. Thứ năm, vấn đề cốt lõi ở Đồng Tâm là vấn đề sở hữu đất đai. Vì sở hữu đất đai tiếng là của toàn dân, nhưng lại phân bố quyền quyết định do địa phương và một số cá nhân đại diện. Từ đó dẫn đến lợi ích nhóm lấy đất của người này để đưa cho người khác, tạo nên sự bất công trong xã hội. Không chỉ ở Đồng Tâm mà ở Thủ Thiêm, Dương Nội và khắp mọi nơi đều chung căn nguyên này. Nói vấn đề Đồng Tâm là vấn đề của cả nước là bởi vì như thế. Cho nên phải giải quyết căn bản vấn đề sở hữu đất đai để ngăn chặn các Thủ Thiêm mới, Đồng Tâm mới trong tương lai. Thứ sáu, vấn đề Đồng Tâm gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội, phiên tòa xử vụ Đồng Tâm không công bằng sẽ đẩy mâu thuẫn trong xã hội thêm lên cao và làm cho lòng tin của người dân vào lãnh đạo cộng sản càng thêm yếu đi. Tích lũy mâu thuẫn và sự mất lòng tin sẽ dẫn đến sự phản kháng làm suy yếu nhà cầm quyền. Đừng nghĩ rằng trừng trị người dân Đồng Tâm là gương cho nơi khác, vì như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, vụ Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai pháp luật. Thứ bảy, bởi thế mà phiên tòa Đồng Tâm đang diễn ra phải xác định đúng với mục đích là được mất trên toàn quốc, chứ không phải là thắng thua của chiến dịch đưa 3.000 cảnh sát vào Đồng Tâm lúc nửa đêm. Thứ tám, không được có ý định thắng dân. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ Đồng Tâm kéo dài trong suốt mấy năm qua đều thể hiện chính quyền kiên quyết thắng dân. Vì thế mà có được một kết cục bi thương hôm 9 tháng 1 năm 2020 và hậu quả tai hại sẽ còn kéo dài nhiều năm sau nữa. Không thể để thêm án mạng ở Đồng Tâm. Thứ nhất là việc dẫn đến cái chết bi thương của 3 chiến sĩ cảnh sát của cụ Lê Đình Kình xuất phát trực tiếp từ sai lầm đưa 9 tháng 1 năm 2020. Nếu không có chiến dịch đưa 3.000 cảnh sát đến Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì đã không xảy ra án mạng. Và việc đối phó với người dân không vũ khí ở Đồng Tâm đáng ra phải có cách khác, có
Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tản đã nói về với dân thì đừng mang súng, và trước đây đã có nhiều vụ tương tự nhưng được xử lý tốt, không để xảy ra án mạng. Và để xảy ra án mạng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 là lỗi do người xử lý. Thứ hai, tội của người dân Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 là tội sinh ra từ hệ quả của việc đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm. Trị tội thì trước hết là phải trị tội nguyên nhân, không để chỉ xét xử tội hệ quả mà không xét xử tội nguyên nhân. Thứ ba là công lý là yêu cầu đầu tiên là cuối cùng của xử án. Sự thật phải được công khai và người dân Đồng Tâm cần được đối xử một cách công bằng. Có luật sư bảo vệ người dân Đồng Tâm được đối xử công bằng, nhưng phiên tòa thì không thể hiện sự công bằng cho người dân Đồng Tâm. Và có luật sư bảo vệ người dân Đồng Tâm, một phiên tòa như vậy thì không đảm bảo công bằng và không đưa lại được công lý. Thứ tư, bất cứ có thêm án mạng nào phiên tòa về Đồng Tâm đang xét xử hiện thời sẽ chỉ gây thêm thù oán và gây thêm chia rẽ trong dân và gây thêm đau khổ cho người dân Đồng Tâm, càng làm suy yếu lòng tin của dân vào chính quyền. Đây là một điều chắc chắn. Thứ năm, cụ Lê Đình Kình, đảng viên 56 năm tuổi đảng, trong tay không có vũ khí, chân thì bị thương, đi lại còn không nổi, phải dùng gậy chống, đang đêm ở trong nhà mà bị bắn chết trực diện từ trước mặt như lời khai của ông Bùi Viết Hiểu, mà không có một bản án nào được tuyên bố là không đúng với pháp luật. Nếu cụ Lê Đình Kình có tội thì bắt và xét xử công khai, không thể tùy tiện sát hại, không thể không khởi tố vụ án giết người, giết hại cụ Lê Đình Kình. Bộ Chính trị và lãnh đạo nhà nước không thể không quan tâm. Vụ Đồng Tâm vô cùng hệ trọng mà Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội không thể không quan tâm. Bởi thế mà xin gửi các đề nghị ngỏ dưới đây đến Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Thứ nhất, đề nghị Bộ Chính trị, các lãnh đạo cao nhất của nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội xem xét về vụ án Đồng Tâm. Kết quả phiên xử sẽ tác động đến hàng triệu người dân trong nhiều năm và có ảnh hưởng rộng lớn đến lòng tin của nhân dân, có thể làm suy yếu sức mạnh của quốc gia. Thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lần tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào tháng 5 năm 2017 đã nói vụ Đồng Tâm là do chính quyền giải quyết sai pháp luật, cho nên đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một sai lầm trầm trọng của chính quyền địa phương. Chính quyền trung ương có trách nhiệm giảm thiểu tác hại từ sai lầm của chính quyền địa phương. Thứ ba, đề nghị đảm bảo công bằng trong xét xử. Hiện nay thì phiên tòa không đảm bảo công tác trong xét xử. Cụ thể là có luật sư bị hạn chế trong thực hiện quyền tiếp cận hồ sơ vụ án cũng như gặp các thân chủ. Hồ sơ của vụ án còn quá nhiều thiếu sót, chưa thực nghiệm hiện trường vụ án, có nhiều dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng. Các luật sư đã đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại. Thứ tư, đề nghị xác định tính pháp lý của việc đưa 3.000 cảnh sát cơ động đến Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Thực hiện mục tiêu thực tế là gì? Và đây là điều cực kỳ quan trọng để xác định tội danh của các bị can. Cụ thể là phòng vệ quá mức và chống đối người thi hành công vụ hay giết người. Thứ năm là xác định 3 chiến sĩ công an hy sinh đã hy sinh như thế nào, cần làm thực nghiệm hiện trường vụ án. Đây là tình tiết chìa khóa của vụ án và dẫn đến mức kết án tội quan trọng đối với các bị can. Chừng nào chưa xác định đúng được thực tế 3 chiến sĩ công an đã hy sinh như thế nào thì chừng đó chưa thể kết tội ai là thủ phạm. Thứ sáu, một chiến dịch đã được lên kế hoạch kỹ càng như vậy thì dứt khoát phải có ghi hình, đề nghị công khai các đoạn băng hình được ghi. Không thể nói thời đại công nghiệp 4.0 mà không có băng hình. Xin lưu ý là khi lính biệt động SEAL của Mỹ tiêu diệt Osama Bin Laden năm 2011 thì trên mũ của mỗi người lính đều có camera ghi hình phát trực tiếp trong đêm. Thứ bảy, hiện nay thì án oan ở Việt Nam xảy ra ở khắp mọi nơi nhiều vô kể, mà các vụ như Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén và các thí dụ điển hình gây chấn động rợn người trong xã hội. Trong vài năm gần đây thì xuất hiện nhiều vụ tự tử tại tòa vì bị xử oan.
với các điều đã nêu ở trên thì phiên tòa Đồng Tâm và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang xử khó tránh khỏi kết tội oan cho bị can. Chỉ có xét xử công bằng cho vụ Đồng Tâm thì hận thù và chia rẽ xã hội mới được giảm thiểu một cách tối đa. Lịch sử đã phơi bày sự thật Đồng Tâm nên đừng ai đó trong số các quan tòa và viện kiểm sát hy vọng là tránh được phán xét của lịch sử, nhân dân và thánh thần. Cho nên mong chủ tọa phiên tòa thẩm phán Trương Việt Toàn cũng như các quan tòa và các vị ở viện kiểm sát thật sự công tâm, bảo vệ công lý cho mọi bị can. Đó cũng là bảo vệ công lý cho các thẩm phán và người thân của các thẩm phán. Không ai có thể sống một mình mà không liên lụy đến gia đình, con cháu, càng không ai có thể tránh được sự nổi giận của thánh thần. Biết rằng các luật sư đã bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn và bị dồn vào khoảng không chật hẹp, nhưng rất thán phục các luật sư đã kiên cường và rất trí tuệ để bảo vệ lẽ phải. Nhờ các luật sư mà một phần sự thật của vụ án Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã được hé mở, càng mở được nhiều sự thật, bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, bất chấp tòa có chấp nhận hay không. Vụ án Đồng Tâm chưa thể kết thúc. Các bị can sẽ còn kháng cáo và ngay cả khi đã hết các phiên tòa thì vụ án Đồng Tâm cũng không thể kết thúc cho đến khi một sự thật Đồng Tâm được bạch hóa hoàn toàn. Rất cần các nỗ lực không ngừng của các luật sư. Có tranh cãi về nguyên nhân ai đúng ai sai thế nào đi nữa thì sự kiện Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã xảy ra, không có cách nào có thể xóa bỏ được. Người chết thì đã chết rồi, không thể sống lại được, giết thêm một mạng người là thêm tội lỗi. Nếu cố tình giết các con, cháu của cụ Kình, người đã giết cụ Kình có thể sẽ thoát chết được chăng? Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc? Và điều quan trọng nhất là làm lành vết thương, bởi vậy mới cần đến công lý, mới cần đến tầm nhìn xa, vượt trên sự toan tính thắng thua của cục bộ. Năm 202 sau khi Tào Tháo tiêu diệt được Viên Thiệu, có người mang đến cho Tháo danh sách những người phía Tào mật giao với Viên Thiệu để Tháo trị tội. Tháo không xem mà cho đốt đi, muốn chiếm thiên hạ thì phải quảng đại. Nay quốc gia bên ngoài đang phải đối mặt với một kẻ thù mạnh và hung hãn chưa bao giờ từng có. Mọi chia rẽ lòng dân bên trong thì sẽ làm suy yếu tiềm lực quốc gia. Hãy ngó lên mạng xã hội để thấy thiên hạ chia sẻ như thế nào trong vụ Đồng Tâm. Bộ Chính trị và nhất là những người đang đảm nhiệm và sắp đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước phải có tầm nhìn quảng đại vượt xa với người thường. Khi lấy lợi ích quốc gia làm mục tiêu trên hết thì phải cậy nhờ đến lòng dân trước tiên. Không bảo vệ được người dân thì làm sao bảo vệ được Tổ quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.